Mến chào và cảm ơn quý khán giả theo dõi chương trình Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, ô cốp hội nhập và phát triển, phát sóng vào lúc 16 giờ 15 phút thứ sáu cách tuần. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hậu Giang phối hợp Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang thực hiện. Kính thưa quý khán giả, từ năm 2015 đến nay, Hậu Giang bình chọn được 104 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Sự công nhận là vinh dự và khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển. Hành trình hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thành công danh hiệu này được thực hiện như thế nào? Mời quý khán giả đồng hành Quỳnh Như trong chương trình hôm nay. Các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là các sản phẩm có thế mạnh, mang nét đặc trưng của địa phương, đạt chất lượng tốt, có giá trị lịch sử cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. Năm 2022, Hậu Giang có 44 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và 11 sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực. Hàng năm, Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh dành từ 3 đến 4 tỷ đồng hỗ trợ các sản phẩm nâng cao chất lượng, mẫu mã và mở rộng thị trường. Đặc biệt, bố trí cán bộ trực tiếp theo dõi và hỗ trợ các cơ sở doanh nghiệp bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Xây dựng website đăng tải thường xuyên thông tin nhằm tăng khả năng tiếp cận cho người dân có nhu cầu và để mọi người hiểu hơn về chính sách hỗ trợ khuyến công. Đồng hành xây dựng thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại các buổi sinh hoạt chi bộ hay vào các buổi họp hàng tháng, hàng tuần, ban giám đốc tổng hợp báo cáo, theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các sản phẩm sau khi đạt chứng nhận công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và khu vực, để từ nhu cầu thực tế, xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp. Điều kiện để được thụ hưởng chính sách khuyến công, các chủ thể cần phải đảm bảo các điều kiện sau. Có dự án đầu tư hoặc kế hoạch đầu tư, trong đó nêu rõ nội dung cần được hỗ trợ. Nội dung xin hỗ trợ phù hợp với nội dung quy định về ngành nghề phù hợp và danh mục ngành nghề quy định tại Điều 5 Nghị định 45 của Chính phủ. Cam kết có đủ kinh phí 50% để thực hiện đề án khi được cấp thẩm quyền phê duyệt. Cam kết chưa nhận được hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của nhà nước cho cùng một nội dung chi được kinh phí khuyến công hỗ trợ. Có đơn đề nghị hỗ trợ gửi về Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang sẽ được xem xét hỗ trợ. Địa chỉ: Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang, số 9/2, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Đây là buổi nghiệm thu hai đề án khuyến công quốc gia năm 2021 tại huyện Long Mỹ và huyện Vị Thủy với tổng kinh phí hỗ trợ 600 triệu đồng, giúp doanh nghiệp đầu tư máy tách màu gạo, tạo bước chuyển biến rõ nét về mẫu mã, chất lượng và thị trường tiêu thụ. Từ nguồn vốn hỗ trợ khuyến công đã tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về quá trình thay đổi phương thức sản xuất cho cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp thụ hưởng chương trình. Hiệu quả mang lại lớn nhất là tiết giảm sức lao động từ thủ công sang máy móc, tạo một cái niềm tin, một cái động lực rất là lớn để thúc đẩy để cho cái người, các chủ thể họ mạnh dạn, họ tự tin để mà giới thiệu cái sản phẩm của mình đến khách hàng và mạnh dạn đầu tư để mà tạo một cái bước phát triển mới cho cái sản phẩm. Đây là chiếc máy sao vàng trà mảng cầu tại công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Diễm Phượng. Doanh nghiệp được hỗ trợ từ chương trình khuyến công quốc gia với số tiền gần 135 triệu đồng vào năm rồi. Những sợi trà mảng cầu có màu sắc đều và đẹp từ công nghệ sao tự động giúp sản phẩm làm ra giữ nguyên chất dinh dưỡng. Nếu như trước kia chị Phượng phải mất 10 đến 12 tiếng sao trà thì nay giảm xuống hơn phân nửa, tầm 4 đến 5 tiếng cho 40 đến 50 kg trà tươi. Còn về nguồn nhân công, chỉ cần một người thay vì phải cần đến 4 người như trước kia. Sau hơn một năm hỗ trợ đắc lực từ chiếc máy sao vàng, sản phẩm trà mảng cầu Diễm Phượng thăng hạng ô cốp từ 3 sao lên 4 sao và đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Nam. Hướng tới, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng mặt hàng chế biến từ trái mảng cầu sang làm trà túi lọc từ hoa mảng cầu tươi. Từ thành lập doanh nghiệp đến nay thì được hỗ trợ máy thì nói chung về trung tâm xúc tiến thương mại
bên Sở Công Thương á, thì cũng luôn ủng hộ cho người doanh nghiệp để có một cái sản phẩm tốt, làm ra cái sản phẩm được an toàn vệ sinh, thì cái sản phẩm của mình được uy tín ra ngoài thị trường. Đưa công nghệ vào sản xuất góp phần rất lớn trong thay đổi chất lượng và tăng tính cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại. Các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Hậu Giang dần có chỗ đứng và được người tiêu dùng ưa chuộng nhiều hơn. Trước kia, các sản phẩm mật ong Hương Tràm của cơ sở sản xuất mật ong Minh Niềm chủ yếu là bán cho thương lái. Nhưng giờ có mặt khắp nơi ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Gần đây là cơ sở ký kết hợp đồng đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Sen Đỏ thông qua chương trình xúc tiến thương mại. Cơ sở có 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao, trong đó sản phẩm mật ong đóng chai 500ml đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Quy trình sản xuất thực hiện theo chuỗi khép kín, mật ong được lấy trực tiếp từ rừng tràm, sau đó xử lý cẩn thận thông qua chiếc máy hạ thủy phần mật ong. Đây là hỗ trợ từ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại, giúp cơ sở nâng cao chất lượng sản phẩm. Máy loại bỏ những tạp chất và giúp mật ong được bảo quản lưu trữ lâu dài. Sau khi thành phẩm, mỗi 1 lít mật ong Hương Tràm có giá từ 400.000 đến 500.000 đồng một lít. Có thể thấy, diện mạo mới đã giúp nâng tầm nông sản Hậu Giang. Nâng được cái giá trị cái sản phẩm của mật ong của Minh Niềm hơn, nó sẽ làm chất lượng hơn, đủ cái tiêu chí chất lượng để sau này mình tiến xa hơn, đó là đến cái thị trường xuất khẩu. Đó là cái mật ong khi mà được hỗ trợ máy móc để mình là cái trang thiết bị là hỗ trợ hàng đầu để mình cải thiện được cái sản phẩm mình chất lượng. Từ hỗ trợ hoạt động khuyến công, các cơ sở doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vốn đối ứng, đổi mới máy móc thiết bị công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Hợp tác xã Kỳ Như đang là một trong những đơn vị chế biến các mặt hàng từ cá thác lát nhiều nhất ở Hậu Giang. Doanh nghiệp hiện có hơn 10 mặt hàng chế biến từ cá thác lát, trong đó 2 sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Nam và 1 sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Đồng hành hợp tác xã nâng tầm nông sản chủ lực, tỉnh đẩy mạnh hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại, hỗ trợ nhiều thiết bị máy móc tiên tiến vào sản xuất có giá trị hơn nửa tỷ đồng. Điển hình là máy sấy bằng năng lượng mặt trời này được chị Nguyễn Kim Thùy áp dụng hơn 2 năm nay. Tính ưu việt của công nghệ này tiết kiệm 40-80% chi phí vận hành so với các dòng máy sấy truyền thống, rút ngắn 30-50% thời gian sấy. Không phụ thuộc vào thời tiết và chất lượng thủy sản được nâng cao. Trung bình, mỗi mẻ sấy có khoảng 800kg cá được sấy khô, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về sản xuất thực phẩm sạch, đồng thời tạo ra chuỗi sản phẩm sấy thân thiện với môi trường và nâng cao nhận dạng thương hiệu. Còn đây là máy cấp đông nhanh, giúp bảo quản sản phẩm tốt và vận chuyển xa. Đầu tư công nghệ vào sản xuất giúp hợp tác xã tăng năng lực cung ứng, mỗi tháng hơn 120 tấn cá thịt và thành phẩm, 2-4 tấn mỗi ngày. Với chất lượng thơm ngon bổ dưỡng, các sản phẩm của hợp tác xã Kỳ Như đã có mặt ở siêu thị Vincom, siêu thị Tứ Sơn, siêu thị Metro, hệ thống cửa hàng tiện lợi Vinmart và hơn 20 đại lý trên các tỉnh thành trong cả nước. Về việc mà mình đưa máy móc thiết bị vào cái hợp tác xã thì nó sẽ góp phần tăng cái sản lượng, giảm cái giá thành. Thì từ đó mình dễ cạnh tranh với cái những cái sản phẩm cùng loại. Và đưa cái máy móc thiết bị vào là cũng hỗ trợ cho mình cái vấn đề là tăng cái chất lượng sản phẩm. Và cái sản phẩm nó sẽ đồng nhất khi đưa ra thị trường. Qua khảo sát thực tế khi áp dụng máy móc tiên tiến, năng suất bình quân tăng từ 20-25% so với cách làm thủ công. Các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu làm ra đa dạng mẫu mã, chất lượng, cải thiện đáng kể. Trong cái hướng tới thì Sở Công Thương tôi cũng bám chặt các cái chương trình, các cái kế hoạch thực hiện cái chương trình khuyến công quốc gia cũng như khuyến công địa phương, tham mưu Bộ Công Thương và tham mưu Ủy ban tỉnh để hỗ trợ các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã, các cái chủ thể OCOP để tham gia cái chương trình khuyến công này. Đặc biệt là chúng tôi ưu tiên cho cái đối tượng là các cái chủ thể OCOP và các cái sản phẩm khởi nghiệp mình đạt giải. Trong năm 2022,
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh hỗ trợ 2 tỷ 700 triệu đồng cho 9 đơn vị thụ hưởng ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến. Chương trình đã giúp cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn có hướng đầu tư đúng, nâng cao năng lực quản lý, mở rộng sản xuất, kinh doanh và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra, với cách thức hoạt động mới giúp tăng thu nhập cho người dân, góp phần rất lớn trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giúp Hậu Giang phát huy tiềm năng và lợi thế của từng địa phương. Thưa quý khán giả, với sự hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi, chương trình khuyến công tỉnh Hậu Giang tạo ra những cơ hội mới cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn hội nhập và phát triển. Đồng hành nâng tầm nông sản, tỉnh còn dành nhiều chương trình chính sách hỗ trợ phát triển 5 nông sản chủ lực là gạo, chanh không hạt, mít, cá thác lát, khóm. Nội dung này sẽ được chương trình đề cập trong kỳ 3, mời quý khán giả theo dõi. Đến đây, Quỳnh Như xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý khán giả.